tại quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể hệ giao thông tỉnh thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trên địa bàn thành phố sẽ có 158 bãi đổ xe với tổng diện tích hơn 3,8 triệu mét vuông. Tuy nhiên đến nay, toàn thành phố mới chỉ có 66 bãi đổ phục vụ cho mục đích cộng đồng. Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng, hiện nay việc rà soát tìm vị trí để quy hoạch bãi đổ xe gặp nhiều khó khăn do quỹ đất ở khu vực trung tâm hạn chế đặc biệt là không nhận được sự đồng thuận của người dân tại khu vực khi lấy ý kiến lập quy hoạch bãi đổ. Mặt khác, việc kêu gọi xây dựng, khai thác bãi đổ xe thông minh không khả thi, nhà đầu tư ít quan tâm do vốn đầu tư ban đầu lớn, nguồn thu nhỏ lẻ, thời gian thu hồi vốn dài. Sở Giao thông Vận tải tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất chuyển từ hình thức đầu tư PPP sang kêu gọi đầu tư vốn doanh nghiệp và theo đó các và theo đó, các kêu gọi đầu tư bãi đổ xe đã được Ủy ban Nhân dân thành phố thông qua như nhà đầu tư được vay vốn từ Quỹ Đầu tư Phát triển với lãi suất ưu đãi, được phép sử dụng tối đa 30% diện tích theo mật độ xây dựng cho phép của khu đất xây dựng bãi đổ xe để khai thác dịch vụ thương mại và dịch vụ phụ trợ tiện ích đi kèm.